Đấy, rồi ơi, mực bơi trong là biển nước mắm. Úi dồi ôi. Úi dồi, nó cứng rồi các bạn ạ. Úi dồi ôi. Rồi, ăn mực và ăn cả cái đen đen các bạn nhé, thì nó mới cảm giác mới ngọt các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Hải sâm gai đỏ rất là quý hiếm, thỉnh thoảng mình vẫn hay lặn được. Anh em nào có quan tâm đến hải sâm gai đỏ để trị về xương khớp và sinh lý rất là tốt, trong trang cá nhân của mình có số Zalo. Bạn nào quan tâm thì chủ động nhắn tin cho mình qua số Zalo của mình nhé. Khu vực này rất là nhiều mực đấy, mình đã gom ở tất cả biển khơi đấy, mang về đây mục đích là chỉ để mang lại cho mọi người một cảm giác gọi là trải nghiệm. Ui giời ơi, ôi trời ơi, em thấy chưa? Rất dễ, rất ok đấy, mực tươi nhá. Ôi giời ơi, sống chưa? Đây. Quý sở này, em thấy chưa này? Xịt xịt. Đấy. Câu cá có mực xịt xịt đấy, chuẩn là mực tươi sống nhá. Đây mình bóc ra đã. Ui giời. Đây, đây là bát nước chấm thần thánh của anh Thần ạ. Đây. Đây. Đây nhá, đây là bát nước chấm anh Thần nhá. Chốc. Bơi vào luôn đi. Đấy, này. Đấy, rồi ơi, mực bơi trong là biển nước mắm. Úi giời ơi. Úi giời, nó cứng rồi các bạn ạ. Úi giời ơi. Rồi, ăn mực và ăn cả cái đen đen các bạn nhé, thì nó mới cảm giác nó mới ngọt đấy các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Cái đen này của nó ấy, nó rất là tốt các bạn nhá. Tốt đường tiêu hóa. Nghĩa là chúng ta không sợ bẩn, bởi vì đây không phải là cái bẩn đâu các bạn. Cái đen này mục đích của con mực này nó là gọi là chỉ là cái đánh hỏa mù để khi bắt mồi thôi. Rất an toàn các bạn ạ. Nên chúng ta không ngại khi mình ăn cái đen này nhá. Tiếp tục này. Tươi các bạn ạ, ăn ngọt, ngon, chất lượng. Đó. Nếu như có gì các bạn ra đảo Thanh Đân, đây là khu vực mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Sướng lắm các bạn. Những cảm giác này tiền không thể mua nổi.